Xin chào thầy các bác và các anh em. Buổi tối hôm nay thì em có rà soát chiếc băng số Motivity M10 của cái bác Hải Phòng gửi đến căn chỉnh. Và bác này làm với tính chất dịch vụ. Thì cái dòng băng số Motivity M10 này ấy, thì cái phương pháp căn chỉnh thì nó tương đồng như là dòng DBQ600. Trước đây thì em cũng đã bán cái dòng băng số DBQ600. Cũng như là các anh em đang dùng gửi đến cho em căn chỉnh cũng khá nhiều cái dòng băng số DBQ600. Thì cái phương pháp căn chỉnh và cái phần mềm thì nó sẽ chạy chung với lại cái dòng DBQ600. Nhưng mà một cái vấn đề mà khi mà em căn chỉnh băng số cho các anh em gửi đến ấy, cũng như là em bán, thì em cảm nhận một điều này là vấn đề effect thôi. Kể cả là các anh em làm dịch vụ cũng như là các anh em sử dụng trong gia đình, khi mà sử dụng băng số nó chưa hay là do vấn đề effect. Bởi vì qua cái quá trình mà căn chỉnh cũng như là test những chiếc băng số các anh em gửi đến ấy, thì em thấy một điều rằng là cái vấn đề effect trên băng số, thì đây là phần mềm của chiếc băng số Motivity M10, thì nó cũng tương đồng như là DBQ600. Nhà sản xuất cho phép chúng ta căn chỉnh là 3 cái hiệu ứng effect A, B, C này. Cho phép chúng ta căn chỉnh 3 hiệu ứng riêng biệt effect A, B, C, D. A, B, C. 3 là A này, B, C là 3 hiệu ứng effect. Đặt vào các cái đường mic ở trên chiếc vang số này. Ở trên chiếc vang số này thì có 4 cái đường mic ở đằng sau. Thì cho phép chúng ta là đặt từng hiệu ứng A, B, C, D này vào các cái đường mic phía sau chiếc vang số này. Đây là một cái mà khi anh em làm băng số ấy, thì anh em phải nắm bắt được là cái ý đồ của nhà sản xuất. Cái ý đồ của nhà sản xuất như thế nào? Là trên dòng băng số này thì là chúng ta sẽ căn chỉnh 3 cái hiệu ứng effect A, B, C, D riêng biệt. Và chúng ta sẽ đặt vào 3 và 4 cái đường mic phía sau này. Chúng ta thích đặt vào đâu chúng ta đặt. Thì cái vấn đề này em chia sẻ cũng khá lâu rồi. Bởi vì trước đây em cũng bán mà có các anh em gửi đến căn chỉnh. Nhưng vấn đề căn chỉnh vang số là một vấn đề mà đòi hỏi cái chuyên môn sâu, đòi hỏi những anh em mà gọi là chuyên nghiệp về vang số. Chứ còn nếu như các anh em là người sử dụng ấy, thì có khi em phân tích và chia sẻ này chưa chắc các anh em đã nắm bắt được đâu. Và kể cả thợ trẻ mới vào nghề ấy, có khi cũng chưa nắm bắt được những cái đặc điểm ở trên vang số, hay là cái mục đích, hay là cái ý đồ của cái nhà sản xuất đâu. Và đặc biệt là khi làm cái effect này thì nó đòi hỏi cái sự gọi là thẩm âm thì mới làm được hay. Còn vấn đề quay dơ gọi là phụ trợ thêm để cho cái phần âm sắc nó đẹp hơn. Và những cái vấn đề đầu ra trên vang số, chúng ta phải làm limit compressor, chúng ta phải đặt độ lớn ở đầu ra như nào cho nó phù hợp. Rồi chức năng pha tune, nói chung rất nhiều phần nhiều mục khi mà làm trên vang số. Thì bây giờ là em sẽ thử và tí em sẽ chia sẻ các anh em để các anh em có thể nắm bắt được về phương pháp nhé. Đây là cấu hình số 1 này. Và thử luôn cái bộ mic của chú em ở Đồng Nai. Thử luôn cái bộ mic của chú em Đồng Nai gửi đến là cái bộ mic Beyer BS9100 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bác thấy rằng một cái chất âm effect mà nó rời rạc như này, thì bác này đi làm dịch vụ làm sao mà sử dụng được. Cho mic to lên tí nữa để thử xem như nào. Đây là cấu hình số 1 ở trên chiếc vang số Motivity M10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muốn gì thì muốn là chúng ta phải làm cái effect là nó sạch sẽ, nó chân thật và nó sạch sẽ. Còn làm effect mà nó không chân thật, sạch sẽ thì không sử dụng được đâu. Người hát cảm thấy rất chán. Đây chế độ số 2 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bác thấy rằng là cái effect nó rào rào như này thì làm sao mà dùng được. Đây chế độ số 3 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6. Nghe rất là rời rạc mà nó sai, lệch effect. Và đây là một cái chế độ em làm nhé. Đây là một chế độ em làm. Cái âm lượng mic vẫn để như là các chế độ cũ thôi. Nhưng mà bây giờ các anh em sẽ nghe cái chế độ effect này.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 9 1 2 6 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 9. Rõ ràng rằng là một cái chất âm effect mà nó mềm mại mà nó chân thật rồi. Thế còn bây giờ thử lại cái chế độ số 1 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6. Cái effect nó rào rào như thế này, đôi khi máy móc nó chẳng giải quyết được vấn đề khi làm effect đâu. Bởi vì làm cái nhạc này nó còn ảnh hưởng chứ là một phần mic, phần effect. Đây các bác thấy rằng phần nhạc này, phần đầu ra này. Thế còn bây giờ em sẽ gọi chế độ của em ra và em sẽ chia sẻ với anh em về cái vấn đề căn chỉnh nhé. Thôi không phải thử mic nữa mà bây giờ sẽ chia sẻ với anh em những cái cơ bản này. Những cái cơ bản. Các bác anh em thấy rằng là đây là cái độ lớn của effect này. Đây này, độ lớn ở trên các cái cổng xuất ra. Đây là cái effect à, đây ở đây thì là đây là cái FXA nhá. Đây là FXA này. Các bác thấy FXA này. Em chia sẻ luôn cái FXA nhá. Đây là FXA này. Bởi vì dòng số này là làm được 3 chế độ FX khác nhau này. A này, B này, C này. Thì bây giờ là cái FXA này á là cái output FXA này là 99 này. FXA Direct là 99 này. Đây. Và đây là cái phần revert này. Revert A này. Đây các bác anh em có thể tham khảo cái phương pháp em căn chỉnh này. Đây là revert A nhá. Mà bản thân ở cái revert này ấy là nó có cái revert của kênh R, kênh L nhá. Cái dòng mang số này nó rất khó, là bản thân trong phần revert này ấy là chúng ta phải đặt cái độ lớn của kênh L và kênh R này. Đây. L và R này. Thế còn trong phần echo, trong phần echo nó cũng cho phép chúng ta đặt về cái độ lớn của kênh L và kênh R này. Đây. Đây là phần echo này. Các cái thông số như là độ lớn của echo này, echo về delay này, echo thai này. Và cái echo decay này là chính là cái z-bit nhá. Và đây là căn chỉnh cái độ trễ giữa kênh R và kênh L này. Thì đây là cái phần echo. Các anh em cứ áp dụng theo em thì có lẽ rằng là sẽ khá hay đấy. Đây là phần echo này. Và đây là cái độ lớn ở trên kênh R, kênh L của echo nhé. Thì trên dòng mang số này ấy, nó có một cái khó này, này. Ở trong hiệu ứng echo ấy, thì nó có cái echo A và echo B. Đôi khi chúng ta đặt một cái độ lớn này không phù hợp ấy, là chất âm nó rất là khó nghe. Trong phần dị vật cũng thế. Nó cũng có cái R và cái L này. R và L. Thế còn phần đầu ra này. Đầu ra. Để các bác anh em cứ tham khảo cái đầu ra em làm này. Đây là phần đầu ra này. Và đây là cái phần fatuner này. Đây là phần fatuner này. Bây giờ như vậy là đây. Để cái EQ on này nhá. Đây là trong phần fatuner này. Một chiếc vang số rất nhiều chức năng. Cho nên rằng là các bác anh em người sử dụng rất là khó nhá. Rất là khó. Phải phối hợp rất nhiều phần nhiều mục. Và kết hợp với cái tổng này nữa này. Effect tổng này. Revert tổng và echo tổng nhá. Đây là phần tổng này. Phải phối hợp rất nhiều phần nhiều mục thì mới đem lại một chất âm mà nó khá hay được. Chứ còn bây giờ nếu như chúng ta không phương pháp thì rất khó nhá. Một, bây giờ sẽ thử lại này các bác thấy rồi. Thử lại này. 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Thì em cũng thử để cho cái bác ở phòng này á, là bác có thể yên tâm là sau khi nhận lại ấy, thì em sẽ làm cho bác này là như vậy là 4 chế độ khá hay. Ngoài ra thì các cái đường mic ở trên chiếc con số này ấy, thì có thể cắm luân chuyển một trong 4 đường mic thì sẽ có những chế độ effect nó khác nhau. Thì em vừa làm vừa chia sẻ các anh em. Cũng như là để cho các bác ở Hải Phòng này có thể yên tâm khi quyết định gửi băng số đi cho em căn chỉnh.